đây là một cái ban nhạc ở ngoài kêu bằng Marshall Island, cái đảo Hawaii và cái đảo của Úc, nó nằm chính giữa đó. Thì mấy hòn đảo này rất là nhỏ, giống như kêu bà đã bảo mới tường thuật lại là trước kia cái thời mà 1950-60 họ dùng mấy cái khu này để thử bom nguyên tử, và những hòn đảo ở lần cận đó thì được chính phủ Hoa Kỳ tại chợ ngày hôm nay họ có quyền họ vô thẳng vô đất nước Mỹ luôn. Lý do là tại sao? Tại vấn đề sức khỏe, để vô này họ có thể đi khám sức khỏe này nọ và họ định cư luôn ở tại ở Hoa Kỳ. Hôm nay tại cái buổi mà Block Party này, họ lên họ trình bày một cái bài hát là anh là một người hay là chị là một người tuyệt đẹp. Họ nói là trước đây khoảng 2003 thì khoảng có 5-7 người vô trong này thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay là gần tới là 3.000 người vô. Và cái tiểu bang Diêu Thò là tiểu bang đứng số 2 sau cái tiểu bang Arkansas, là những người đã họ vô trong này họ định cư luôn. Và đây là định cư hợp thức quá, Mỹ cho những này cái quyền lợi của họ là từ họ ở gần cái khu mà thử bom nguyên tử, cho nên có thể sức khỏe không có tốt, và họ vô đây họ có chương trình để đi khám sức khỏe này nọ và cư ngụ và sống ở tại đất liền của Mỹ luôn, tất nhiên là ở Hoa Kỳ. Thank you so much. Well, once again, thank you. Đây là cái xe cảnh sát của thành phố West Valley City. Bên đây là có cái chương trình là Block Party đó. Nói chung là tiếp xúc với những người hàng xóm, những người lân cận. Đây là chiếc xe cảnh sát đây. Ở hàng trước á là cái computer họ lúc nào cũng gắn á, mà khi mà họ làm việc á là cảnh sát nó sẽ cho cái máy này nổ lên 100%, cái như là lúc nào cũng nổ máy hết đấy. Để chi? Để cái computer của nó hoạt động và tất cả mọi cái vấn đề ở trong này, thấy không? Máy móc của nó hoạt động hết, nó không có bị ngưng, để nó có thể liên lạc với lại ở bên cái tổng đài của thành phố. Một điểm thôi muốn trình bày cho bạn biết nè. Đó, cái ghế đằng sau. Chưa? Nếu mà nó bắt một người nào á thì nó cho người đó ngồi trong này, và chung quanh nó miếng sắt bảo vệ hết, không có được qua phía bên kia, không có đá đồng người ta cảnh sát hết đấy. Cảnh sát có lái xe đằng trước, còn ở bên kia là cũng giống như vậy luôn. Và cái nhiều khi bên kia nó để con chó bên đó nữa. Đó là xe cảnh sát, mà cái loại này là hình như là chở những người mà tội phạm đồ, bắt những người tội phạm mà nó chở nó bỏ chiếc xe này.